Xin chào chín mươi triệu anh em, mình là Eric Trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về kiểu dữ liệu number đối với thằng TypeScript rồi Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một kiểu dữ liệu khác nó phổ biến hơn nha Đấy chính là, là kiểu dữ liệu string Ở đây có một điểm khá chỉ là thú vị, đấy chính là, là sau này các bạn đi làm mình tin rằng là xuyên suốt cái quá trình các bạn làm việc Thì thằng string chính là kiểu dữ liệu các bạn làm việc nhiều nhất với nó thôi thì à, tương tự như thằng JavaScript các bạn này thì ở đây mình sẽ bắt đầu với việc gọi là trong cái phần này mình sẽ tạo thêm một cái folder lesson 9 này. Các bạn sẽ tạo thêm cho mình hai file mới nha, một file gọi là .js chúng ta sẽ code phần JavaScript ở đây và một file nữa tên giống hệt tuy nhiên rằng là, là chúng ta sẽ dùng với thằng TypeScript ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta hay định nghĩa một chuỗi string ví dụ ở đây mình sẽ cho nó một cái là name đi tên của mình là Eric chẳng hạn thì các bạn có thể thấy rằng là để định nghĩa một chuỗi string chúng ta có thể dùng như thế này các bạn có thể dùng gọi là dùng dấu nháy đôi hoặc rằng là các bạn có thể dùng dấu nháy đơn nha ví dụ ở đây thì mình sẽ cho nó một cái name một đi các bạn lưu ý rằng là đối với cái thằng gọi là đối với thằng JavaScript hay rằng là thằng TypeScript thì nó giống hệt nhau chúng ta có thể dùng dấu nháy đôi hoặc rằng là các bạn có thể dùng dấu nháy đơn như thế này nó không phân biệt nha các bạn dùng cách nào cũng được tuy nhiên là Rằng nếu mà các bạn dùng như thế này này, các bạn dùng như thế này thì nó lỗi đấy. Thì lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta fix lỗi nha. Bây giờ thì các bạn có thể thấy rằng là để định nghĩa một chuỗi string ấy đối với thằng này thì chúng ta sẽ khai báo như thế này. Chúng ta sẽ dựa vào cái phần bên tay phải để chúng ta định nghĩa cho phần bên tay trái. Nếu như rằng các bạn code như thế này này, nếu như rằng là các bạn code như thế này nhé, các bạn sang cái thằng TypeScript thì dĩ nhiên rằng là nó vẫn chạy được thôi. Ở đây thì cái thằng idea này nó báo đỏ bởi vì rằng là các bạn thấy rằng là cannot redeclare block scope này. Các bạn biết tại sao mà nó lại báo lỗi như thế này không? Đây chính là là cái thằng IDEA này nó sẽ quét toàn bộ file trong cái process của các bạn. Nó thấy rằng là chúng ta khai báo biến led các bạn này. Ở đây thì chúng ta định nghĩa không trong một cái hàm gì cả thì nó đang hiểu rằng là chúng ta khai báo global. Khi các bạn khai báo global vậy thì nó bị đụng hàng các bạn này. Các bạn khai báo trùng tên. Như vậy thì nó warning cho chúng ta biết nha. Còn sau này khi các bạn cốt trong các dự án thực tế thì không bao giờ chúng ta bị như thế này rồi. Thì để fix được cái vấn đề của chúng ta thì mình rất chỉ đơn giản thôi, mình sẽ đổi nó là name 2 và name 3 đi. Như vậy rằng là nó hết lỗi các bạn này. Nếu mà các bạn khai báo như thế này thì trong các video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Đây chính là, là thằng TypeScript nó sẽ tự động assign cho các bạn đây này. Nó sẽ tự động assign kiểu dữ liệu cho các bạn sang kiểu string. Bạn nào mà không nhớ cách viết thì hôm nay thì mình sẽ gợi ý luôn. Đây chính là, là các bạn chứ code javascript. Sau đấy thì các bạn di chuột vào, thì ngay lập tức nó sẽ gợi ý cho các bạn cách viết như thế nào cho nó chính xác đối với thằng TypeScript nha. Ở đây thì rất là dễ thôi. Mình sẽ định nghĩa là kiểu string như thế này các bạn này. Ờ, trong khóa học này thì khi mới bắt đầu thì mình sẽ đa phần mình sẽ hướng dẫn các bạn gọi là chúng ta sẽ định nghĩa kiểu dữ liệu như thế này cho nó chặt chẽ như các bạn chứ không phải rằng là chúng ta sẽ dựa vào thằng là TypeScript để cho nó tự động gắn tay cho chúng ta tức rằng là chúng ta sẽ gọi là dùng cái annotation tức rằng là việc các bạn định nghĩa như thế này này tức rằng là chúng ta đang dùng annotation còn việc mà chúng ta để cho nó tự đoán tay để chính là inference đúng không nào nó nó tự đoán và nó tự ép tay cho chúng ta đúng không nào Thành ra rằng ở đây mình sẽ khai báo như thế này. Để khai báo một chuỗi string, các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ khai báo tên này, dấu hai chấm này, tiếp theo nữa là keyword string. Và có một điều nữa nếu như rằng là bạn nào chưa biết ấy, chúng ta không dùng chữ S in hoa. Còn lý do tại sao chúng ta không dùng chữ S in hoa, các bạn xem lại video trước của mình nhé. Mình đã có một phần riêng nói về việc các bạn dùng chữ in hoa hay chữ in thường rồi. Bây giờ thì sau khi các bạn đã định nghĩa như thế này, mình sẽ quay lại cái câu chuyện lúc nãy. Đấy chính rằng là đối với thằng string này, các bạn có thể dùng dấu nháy đôi hoặc rằng là các bạn có thể dùng dấu nháy đơn. Tuy nhiên rằng đôi khi các bạn lại muốn rằng là các bạn muốn dùng cả nháy đơn, cả nháy đôi thì chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào? Ở đây thì ví dụ nha, mình sẽ thêm một cái nữa và hỏi Zenity này, Eric và hỏi Zenity. Ví dụ như rằng là mình có một cái dấu Ví dụ như rằng là mình có một cái như thế này Bây giờ thì uh, trước tiên thì mình sẽ console.log nha Mình sẽ console.log này Mình sẽ gọi là tắt uh, unity của mình đi uh, Mình sẽ console uh, tại sao mà nó lại gợi ý cái gì nha uh, Check name nha Check name này Check name bằng này Mình sẽ in ra cái biến name 2 của chúng ta nha các bạn Name 2 Đây rồi Trước tiên thì uh, mình đã có thằng này rồi Đồng thời thì mình sẽ cho nó dịch cái file này của chúng ta nha các bạn Ngay tại đây thì uh, các bạn sẽ gọi cho mình là uh, node nha Các bạn sẽ chạy cho mình cái thằng này Đây uh, TS này tại script node này à sorry các bạn chúng ta sẽ cần phải gạch ngang tại script node đấy rồi mình sẽ gọi tới thằng này xong so, đăng Bây giờ thì mình sẽ chạy xem xem rằng là kết quả của chúng ta nó như thế nào nha Các bạn thấy rằng là bây giờ mình đã hiện ra chữ gọi là Eric and hỏi Genity rồi Bây giờ mình muốn gọi là mình muốn kết quả hiện ra nó sẽ như thế này các bạn này Mình muốn rằng là chữ hỏi Genity của mình ấy Nó sẽ nằm gọi là có dấu nháy đơn nó bọc như thế này thì làm sao để có thể mình có thể làm được điều này đúng không nào Rất chỉ là dễ thôi các bạn sẽ thêm cho mình dấu nháy đơn vào đây đúng không nào Chúng ta sẽ thêm dấu nháy đơn vào như thế này thôi Bạn nào mà không tin thì bây giờ các bạn sẽ quay lại cho mình nhé Mình sẽ chạy lại các bạn sẽ nhìn cái chuỗi của chúng ta các bạn này Bây giờ các bạn quan sát lại có phải rằng là chúng ta có dấu nháy đơn vào rồi đúng không nào? Tuy nhiên rằng bây giờ có một vấn đề nữa này. Đấy chính rằng là thay vì nháy đơn ấy, mình lại thích rằng là bây giờ mình sẽ muốn rằng là mình có dấu nháy đôi cơ. Mình không muốn dấu nháy đơn nữa. Thì bây giờ các bạn sẽ tư duy như thế nào? Các bạn sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ thêm dấu nháy đôi vào như thế này đúng không nào? Khi các bạn thêm dấu nháy đôi vào, các bạn thấy rằng là ngay lập tức thì nó nói rằng là chúng ta bị lỗi luôn các bạn này. Tức rằng là việc chúng ta khai báo như thế này thì nó sẽ không escape được, tức rằng là nó sẽ không thoát được này. Nó sẽ hiểu rằng là các bạn khai báo đến đây này, cái đoạn mình đang highlight là chúng ta đã cắt cái chỗ string rồi. Cái đoạn phía sau là thừa thãi. Thành ra rằng là các bạn sẽ cần phải nói cho cái trình compiler biết rằng là tao đang muốn dùng dấu nháy đôi này, tuy nhiên rằng là không phải để kết thúc một biến mà để gọi là sử dụng cho miền đấy. Thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải escape nó thì rất chỉ là dễ thôi. Các bạn sẽ dùng cho mình cái dấu gọi là dấu gạch chéo như thế này. Này các bạn này các bạn sẽ dùng cho mình dấu gạch chéo ngay trước cái ký tự mà các bạn muốn nó thoát ra ấy thành ra rằng là khi cái trình compiler của chúng ta gặp cái dấu gạch chéo như thế này nó sẽ hiểu rằng là cái ký tự tiếp sau nó nó sẽ không tính toán nữa thì như vậy rằng là nó sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta nha các bạn bây giờ thì mình nhấn gọi là mình nhấn Control S cho nó lưu và mình chạy lại cho các bạn xem này thì mình hy vọng rằng là lần này chúng ta sẽ chạy đúng nha các bạn đấy các bạn thấy rằng là chúng ta đã có rồi đúng không mình nghĩ rằng khi xem đến đây nhiều bạn thì uh, có thể rằng là các bạn đã học ở các ngôn ngữ khác rồi hay rằng là các bạn đã biết những cái khác rồi thì các bạn thấy rằng là nó khá trẻ dễ đúng không nào tuy nhiên rằng ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo nha, tức rằng là chúng ta sẽ sử dụng dấu nháy chéo dấu bay tích để chúng ta không bao giờ cần phải quan tâm tới việc rằng là uh, các bạn có xuống dòng hay không này ví dụ ở đây mình xuống dòng như các bạn đây này mình có một đoạn văn chẳng hạn sau này nếu mà các bạn xuống dòng như thế này thì nó lỗi thẳng cẳng đi thì làm sao chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đúng không nào mình muốn rằng là chữ eric và chữ eric ở trên chữ hỏi dân ở dưới thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đôi khi rằng là các bạn không nhớ rằng là chúng ta dùng dấu gọi là dấu gạch chéo như thế này, hay rằng là các bạn dùng dấu gạch thẳng đúng không nào? Hay rằng các bạn dùng dấu gạch thẳng, hay rằng là các bạn dùng dấu, bạn dùng dấu như thế này, chúng ta đâu có nhớ đâu, đúng không nào? Thế nên là rằng ở đây chúng ta sẽ dùng dấu bay tích nha để giải quyết được cái vấn đề của chúng ta. Rất chỉ là dễ thôi, các bạn sẽ thay cho mình cái dấu bọc ở ngoài chữ string bằng dấu cái giấy chéo. Dấu nháy chéo ngay ở dưới phím ESC. Tương tự các bạn sẽ xóa cho mình dấu nháy chéo nha chúng ta sẽ xóa cho mình đó. Và các bạn sẽ xóa luôn cho mình cái dấu gọi là escape đi. Đó, các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta dùng dấu nháy chéo các bạn này. Bên trong nó vẫn là như thế này. Mình nhấn Ctrl S nha. Và bây giờ mình chạy lại cho các bạn xem này. Mình sẽ chạy lại cái phần lesson 9 của chúng ta. Xem xem rằng là chúng ta có vấn đề gì không. Chúng ta không hề có vấn đề gì. Đúng không nào. Tương tự thì à, bây giờ ví dụ mình xuống dòng nhé Các bạn sẽ nhìn này. Mình Enter nha. Mình Enter xuống dòng ấy. Và bây giờ thì các bạn sẽ check kết quả này. Mình sẽ chạy lại này mình sẽ chạy lại xem xem rằng là chúng ta có điều gì không các bạn thấy rằng là nó xuống dòng luôn cho chúng ta rất chỉ là hay đúng không nào thì đây chính là một mẹo mình gọi là mình muốn truyền đạt tới các bạn luôn khi chúng ta dùng cái kiểu string này như vậy rằng là trong video này à, ở đây thì có một điều lưu ý nữa này bạn nào mà muốn tìm hiểu về thằng string này này thì à, mình sẽ gợi ý cho các bạn luôn nha Ví dụ như rằng là các bạn muốn cái tên thứ ba này mình sẽ xóa cái từ Eric này đi. Các bạn muốn nối chuỗi nha. Ví dụ như rằng là các bạn muốn nối chuỗi cái tên thứ ba này này thành Eric và hỏi dân đúng không nào? Thì làm sao để chúng ta có thể làm điều đấy? Thì rất chỉ là dễ thôi. Nếu như rằng là các bạn dùng dấu bách tích ấy, chúng ta có thể dùng được biến ở bên trong này luôn. Ví dụ ở đây thì mình sẽ nối thêm cái chuỗi hỏi dân IT nha. Thì mình sẽ đô la các bạn này. Dấu đóng mở ngoặc nhọn. Sau đấy thì mình sẽ gọi từ thằng name 2. Đấy mình sẽ gọi tới thằng name 2 các bạn này và bây giờ thì mình sẽ in ra cái name 3 của chúng ta nha mình không in ra thằng name 2 nữa và bây giờ mình in ra thằng name 3 các bạn này chúng ta sẽ xem xem rằng là liệu rằng kết quả của chúng ta là như thế nào dĩ nhiên rằng là chúng ta vẫn ra cái gọi là eric và hỏi zanetti thôi các bạn thấy rằng là eric và hỏi zanetti các bạn này ở đây thì ở cái chữ và các bạn này các bạn thấy rằng chữ và nó nằm trên dòng đúng không tuy nhiên rằng là chữ hỏi zanetti do mình cho nó xuống dòng thành ra rằng nó như vậy thì mình sẽ xóa cho nó lên dòng nhé đấy mình sẽ cho nó lên cùng một dòng này và bây giờ thì mình sẽ chạy lại này đấy mình sẽ chạy lại xem xem rằng là kết quả của chúng ta như thế nào các bạn có thể thấy một điều bây giờ chúng ta đã lấy được chữ Eric và hỏi Zenity rồi đúng không nào Thì bạn nào muốn tìm hiểu thêm cái này Các bạn có thể gõ cho mình cái từ như thế này nhé The Template string như thế này các bạn này Các bạn chỉ cần lên Google các bạn gõ là JS, JS template string Thì các bạn sẽ đọc về cái thằng này Thì nó sẽ giúp các bạn giải quyết rất nhiều vấn đề khá chi là hay nha Như vậy rằng là trong video này mình đã chia sẻ với các bạn về cái việc các bạn dùng chuỗi string đối với cái thằng TypeScript Cũng như rằng là một vài lưu ý khi các bạn sử dụng kiểu dữ liệu này Các bạn lưu ý cho mình một điều duy nhất thôi Đấy chính là, là các bạn có thể định nghĩa kiểu cho nó hoặc rằng là các bạn không cần định nghĩa tay các bạn có thể di chuột vào để chúng ta có thể thấy được kiểu tay luôn nha thì đây chính là một cách rất là dễ để các bạn có thể nhớ nha và các bạn lưu ý rằng là nếu các bạn muốn quy định nó là string bắt buộc các bạn phải khai báo như thế này chữ s của chúng ta viết thường nha thì trong quá trình thực hiện video này nếu như rằng các bạn có đi gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ có gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha